Chào mừng các bạn đến với kênh Fast TV và hãy cùng mình cập nhật những tin tức có trong ngày hôm nay nhé. Tin nóng, Quỳnh Anh chính thức lên tiếng về tin đồn nhảm nhí, cộng đồng mạng hết hoang mang về thế giới hôn nhân. Mới đây, có vẻ như không thể để tin đồn thất thiệt lan truyền thêm nữa, ái nữ cựu chủ tịch câu lạc bộ Sài Gòn đã một lần lên tiếng cho tất cả mọi chuyện. Trên trang cá nhân của mình, Quỳnh Anh viết: "Thật sự, mỗi khi có tin đồn nhảm lại đi thanh minh thì rất mất thời gian và nhàm chán. Việc của mình là sống cuộc đời của mình chứ không phải đi thanh minh với ai hết. Những chuyện tin đồn nhảm ngày hôm nay đã đi quá xa, quá giới hạn và buộc mình phải lên tiếng. Tin đồn nhảm như vậy mà các anh chị cứ share ầm ầm, comment ác liệt hả hê thì em cũng chịu. Đánh đập, hủy trạng thái kết hôn trên Facebook. Chồng mình vẫn yêu thương, chiều chuộng hai mẹ con hết mực. Hằng ngày vẫn đi đi về về 40 km để bôi dầu rạng cho mẹ và đọc truyện cổ tích, hát cho con nghe mỗi tối. Vậy thôi, hết chuyện để hóng rồi. Mẹ con em vẫn được bố nó yêu thương, chưa đánh đập, vẫn tình cảm nhé. Em muốn được yên ổn đi làm và sinh con. Chồng em cũng muốn tập trung luyện tập trở lại. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và chúc phúc." Ngay sau đó, Duy Mạnh cũng lên tiếng an ủi bà xã dưới phần bình luận. Nam cầu thủ còn thể hiện tình cảm lập tức rủ bà xã đi ăn sáng không muộn. Sống và cảm nhận nhé, chứ giải thích bình luận nhiều làm gì. "Dậy đi ăn sáng thôi, không người ta đóng cửa mất bây giờ." Duy Mạnh viết trên trang cá nhân của mình. Quỳnh Anh cũng hào hứng chia sẻ khoảnh khắc thảnh thơi đi ăn sáng cùng ông xã. Cô vẫn tươi cười rạng rỡ sau tin đồn thất thiệt. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh Fast TV nhé.